Xuân Hoa Viện. Trưởng quan, đẹp lắm, đẹp lắm. Đi, đi nào, lần sau lại đến nha. Đi nha, đi. Này cậu không ổn rồi, dìu tôi một chút. Đẹp mỹ nhân, mỹ nhân đi đâu đó? Đừng đi, đừng đi mỹ nhân, mỹ nhân. Anh nói sao đàn ông đều háo sắc như thế? Đàn ông đều vậy mà, anh cũng vậy à? Anh còn háo sắc hơn cả họ. Nói giỡn thôi. Đi đi, đi mau, đi mau. Trưởng quan, phim được dịch, thuyết minh. Bác sĩ trực ban đầu, đồng nghiệp của tôi bị bệnh rồi. Dạ trưởng quan, bác sĩ trực ban ở trong phòng khám đầu tiên bên trái. Trưởng quan, tôi cần sulfanilamin và một vài loại thuốc hạ sốt giảm đau. Trưởng quan, cho xem giấy phê duyệt. Lấy thuốc ra, nếu không tôi bắn chết anh. Trưởng quan, mau. Dạ, dạ, dạ. Trưởng quan, đây là sulfanilamin và aspirin anh cần, đều là thuốc hạ sốt, tiêu viêm cầm máu. Trưởng quan, biểu hiện rất tốt, tôi sẽ để cho anh sống thêm vài ngày. Trưởng quan, Thành Nam, quân y Nhật Bản đó không chết chứ? Em lương thiện thật đấy. Yên tâm đi, nếu không phải vì hắn là bác sĩ, anh đã lấy mạng hắn rồi. Không ngờ anh cũng từ bi. Quân địch phát hiện rồi, vậy phải làm sao? Về nhà trọ đó anh Hùng, nghĩ cách ra khỏi thành đi. Nói, bệnh viện bị tiểu phân đội Trung Quốc tập kích, tổn thất nhiều thuốc. Cái gì? Quân Trung Quốc? Dạ. Còn nữa, đội tuần tra phát hiện hai thi thể, được biết là sĩ quan quân ta. Khốn kiếp, quân Trung Quốc khốn kiếp. Trưởng quan, tôi nghi ngờ trong thành Đông Sương vẫn còn thế lực tàn dư của Phùng Cảnh Tiên nằm vùng. Rất có thể. Lập tức báo cáo sư đoàn Uzuka, giới nghiêm toàn thành, lục soát từng nhà, phải bắt được toàn bộ tiểu phân đội Trung Quốc. Rõ. Lục soát. Thành Nam, bỏ tôi xuống, cậu dẫn Thục Quyên chạy mau. Im đi. Thành Nam, vào đi. Đi mau. Chúng ta cứ đi như vậy không được, chúng ta phải tìm cách
tìm một chỗ trốn đi. Sau đó đợi qua chuyện này thì nghĩ cách ra ngoài. Nhưng bây giờ làm gì còn nơi nào an toàn? Khắp nơi đều là quân Nhật. Đã vậy các cậu còn trộm thuốc, chắc chắn quân Nhật sẽ không dễ bỏ qua. Thành Nam, bây giờ quân địch lục soát từng nhà, làm gì còn nơi nào an toàn? Có một nơi an toàn. Là nơi nào? Đến thì sẽ biết. Bên này. Mau lên, quay về. Phim được dịch Phó Tư lệnh Dương, lâu rồi không gặp. Đại đội trưởng Thành, tuy trước kia tôi có nhiều mạo phạm, nhưng cũng chỉ là vô ý thôi. Niệm tình chúng ta từng là đồng liêu, Bối Lạc Gia, hạ thủ lưu tình, xin hãy khoan hồng. Đơn giản, tục ngữ nói núi không chuyển, nước xoay chuyển, đúng không? Tôi sẽ không dồn ông vào đường cùng. Nhưng tính cách của tôi chắc Phó Tư lệnh Dương cũng biết. Người khác kính tôi một tấc, tôi kính người ta một tấc. Nếu ai chống lại tôi, chọc giận tôi, vậy thì chuyện gì tôi cũng làm được. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đại đội trưởng Thành ân oán rõ ràng, người ở lỗ tay không ai không biết. Tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp. Vậy đi, các cậu ở lại đây trước, tôi tới chỗ Hoàng Quân. Không không, tôi cũng có chút mặt mũi với quân Nhật, họ sẽ không dám tới chỗ tôi quấy rầy. Vậy thì tốt. Nếu Phó Tư lệnh Dương có thành ý mời, chúng tôi không khách sáo. Nhưng tôi nói trước, nếu như để lộ một chút thông tin nào, ông nên cân nhắc cho kỹ. Đừng suy nghĩ bồng bột làm ra chuyện gì khác thường, thì sẽ hối hận không kịp đấy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Đại đội trưởng Thành, ý của tôi là các cậu cũng bôn ba cả tối, chắc là cũng đã đói rồi phải không? Vậy đi, tôi sai người nhà của tôi làm chút đồ ăn cho cậu, liên lạc viên và kỹ sư trưởng thuộc quyền ăn lót dạ. Chuyện này không cần lo. Được rồi, Phó Tư lệnh Dương, vậy thì phiền ông trói hết người nhà lại, để bọn họ không sợ hãi lại gây ra hiểu lầm gì. Được, tôi sẽ làm theo. Trói các phu nhân lại trước đi. Lão gia, mau lên. Im đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Sao hả liên lạc viên? Tôi đã nói chắc chắn Phó Tư lệnh Dương này sẽ hợp tác chân thành, ra sức phối hợp mà. Báo cáo đội trưởng, đã lục soát hết trong thành rồi, không có quân nhân Trung Quốc. Cái gì? Không có tin tức của quân Trung Quốc. Sao có thể? Dù họ có cánh cũng không thể bay khỏi thành Đông Sương. Nơi nào lục soát được đã lục soát rồi, nếu còn lục soát nữa, quân doanh dân binh lỗ tay và dinh của các sĩ quan đã lục soát chưa? Từ nhà của các sĩ quan cao cấp đều lục soát hết rồi. Không biết cái gì là dưới đèn thì tối sao? Ý của anh là lập tức dẫn người lục soát nhà của các sĩ quan cao cấp. Nếu như không phối hợp, giết hết. Rõ. Khoan, nhà của Dương Hiếu Duy tôi sẽ lục soát. Tôi phải đích thân đi gặp vị sư đoàn trưởng sư đoàn độc lập quân Trị An mới nhậm chức này. Nào, từ từ. Sao rồi? Đỡ chút nào chưa? Uống thuốc hạ sốt và thuốc tiêu viêm xong, sau đó uống canh gà thuộc quyên nấu, đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Chút nữa cần uống thuốc tôi lại gọi cậu. Ngủ thêm chút nữa đi. Thành Nam, thuộc quyên, cảm ơn các cậu. Cậu sốt hư não rồi à? Đừng phí lời, dưỡng thương là quan trọng nhất. Ngủ đi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV.
Thành Nam, anh nói chúng ta ở đây có phải không an toàn cho lắm không? Vậy là em không hiểu rồi. Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất. Thì là dưới đèn thì tối chứ gì. Được đó, đi theo anh có thêm kiến thức rồi. Bớt kiêu căng đi. Cái này không phải kiêu căng mà là tự khẳng định mình. Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra, mở cửa ra. Không đúng. Tại sao không có người canh gác trước cửa? Có vấn đề. Chuẩn bị chiến đấu. Người bên trong nghe đây. Tôi là trung tá Kondo Toshio của Hoàng quân Đại Nhật Bản. Có việc quan trọng gặp sư đoàn trưởng Dương Hiếu Duy. Kondo Toshio, sao cậu ta lại tới Đông Sương? Thành Nam, có phải người bạn ở sĩ quan lục quân mà anh nói không? Đúng vậy. Anh thắc mắc tại sao đám giặc này lại suy nghĩ giống chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giờ phải xem phó tư lệnh Dương này khối hợp tới mức nào rồi. Nổ cửa cho tôi. Chuẩn bị. 3 2. Trưởng quan Kondo, quan nghênh ngài. Không thể đón từ xa, mong ngài thứ tội. Sư đoàn trưởng Dương, giữa ban ngày ban mặt, tại sao đóng chặt cửa nhà vậy? Có chuyện gì? Trưởng quan Kondo, là như vậy. Vài ngày trước thành Đông Sương bị phá, cháu tôi Tồn Gia không may gặp nạn. Cả cháu dâu của tôi là Kondo Kotone, em gái ngài, cả nhà chúng tôi đều rất bi ai, cho nên đóng cửa không tiếp khách, an ủi vong linh. Thì ra là vậy. Vậy thì tôi tới không phải lúc rồi. Theo đạo lý tôi nên đích thân tới phúng viếng, nhưng hôm nay lại bận công vụ. Phải rồi, đêm hôm qua có tiểu đội Trung Quốc làm mưa làm gió đây. Sư đoàn trưởng Dương, tôi khuyên ông vẫn nên lấy đại cuộc làm trọng, mau chóng phối hợp với chúng tôi tiêu diệt tàn dư trong thành. Dạ, nhất định sẽ phối hợp tích cực. Rút. Vào đi. Ngồi xuống. Sao rồi? Quân địch rút rồi à? Rút rồi. Phó tư lệnh Dương biểu hiện rất tốt, nhìn là biết người từng trải qua sóng to gió lớn. Đại đội trưởng Thành, cậu đừng mỉa mai tôi. Tính mạng cả nhà tôi đều ở trong tay cậu. Tôi không phối hợp với cậu mà được sao? Coi nhông biết điều. Lúc nãy nguy hiểm quá, tôi rất lo quân Nhật xông vào. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bước cuối rồi. Chuyện này là nhờ phó tư lệnh Dương của chúng ta hết đấy. Phải rồi, phó tư lệnh Dương, hồi nãy tôi nghe Kondo Toshio gọi ông là sư đoàn trưởng Dương à. Ông đổi chức vụ nhanh thật đấy. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nói bậy. Đừng làm nhục hai chữ hổ thẹn. Nếu không phải hôm nay biểu hiện của ông tốt, tôi đã bắn chết ông rồi.
Anh Hùng đừng nói dẫn dông ta không cần thiết. Một khi bỏ giới nghiêm, chúng ta lập tức rời thành. Anh Hùng, ngồi xuống đi. Phó Tư lệnh Dương, ông vẫn phải giúp chúng tôi một chuyện nhỏ nữa. Chỉ cần cậu có việc cần tới tôi sẽ không từ chối nữa. Chữ nghĩa này ông không xứng đâu hả? Dạ, dạ phải. Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm, nhất định sẽ làm. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe tốt đổ đầy xăng. Tôi tin ông cũng mong ba tên ôn thần này có thể đi sớm. Được, được, đi. Ngồi xuống. Anh Hùng, chúng ta phải ra khỏi thành trước khi trời tối. Cậu kiên trì được không? Uống thuốc rồi, đã hạ sốt. Tôi cũng có sức rồi, không có vấn đề. Quyên à, mang theo thuốc và một ít lương khô. Được. Phó Tư lệnh Dương, lần này ông giúp chúng tôi, ít nhiều cũng coi như lập công chuộc tội. Nhưng mà ông nợ máu của quân dân Lỗ Tây quá nhiều, cả đời cũng trả không hết. Cho nên tôi khuyên ông rửa tay gác kiếm sớm, đừng bán mạng cho người Nhật Bản. Nếu không, tôi bảo đảm ông sẽ chết rất thảm, nghe chưa? Đi. Bên đây. Mau. Không được cử động. Tất cả đứng yên, không được cử động. Bối Lạc Thành, không ngờ là cậu. Chúng ta đúng là có duyên, thì cách ngàn dặm cũng gặp. Theo tôi nói thì là quan gia ngõ hẹp. Là cái gì không quan trọng. Bây giờ cậu là tù binh của tôi. Người đâu, giở súng cậu ta. Rõ. Thục Quyên, nằm xuống. Mau. Đuổi theo. Mau. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim TV. Mau. Mau. Cánh ra. Cánh ra. Chạy mau. Đuổi theo. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Đuổi theo. Cánh ra, cánh ra.
đuổi theo. Ngồi vững, bắn đi, nằm xuống. Anh hùng, anh hùng lên xe mau, anh hùng mau, anh hùng mau lên. Thành Nam, đi đi. Anh hùng, mau mở cửa, mở cửa ra. Lưu anh hùng, anh hùng, mở cửa. Anh hùng, mở cửa. Thành Nam đi mau, anh hùng, mở cửa ra. Thành Nam đi mau, nếu không sẽ không kịp. Mở cửa, không thể để cậu ấy lại đây một mình. Mở cửa, anh hùng, đi mau. Đi mau, nếu không đi cậu ấy sẽ hy sinh vô ích. Đi, anh hùng, anh hùng, đi. Anh hùng. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Kim TV. Tôi xem anh chạy đi đâu. Cô Tone, anh đã báo thù cho em rồi. Phổ khẩu. Mẹ nó. Mẹ nó à? Ai vậy? Anh đây. Đương gia. Sao anh về rồi? Con đâu? Đứa bé và mẹ trong nhà. Đương gia, anh biết không, chiều nay thành Đông Sương có một trận đấu súng dài. Nghe nói là đội ngũ của khu du kích đấu với quân Nhật. Đội ngũ khu du kích bao nhiêu người? Chuyện này không biết, nhưng quân Nhật thì chết không ít. Phải rồi, tên đại hán giang Dương Hiếu Duy kia vì chuyện này bị quân Nhật bỏ tù rồi. Nó ông ta thông đồng với vũ trang kháng Nhật. Chuyện lạ nha. Dương Hiếu Duy này, đó là hán giang có tiếng mà. Đúng vậy. Người tiểu đội khu mấy anh về hết rồi à? Không có, chỉ có mấy đội viên trong thôn và anh về thôi. Các anh lớn gan quá. Thôn chúng ta cách thành có 30 dặm thôi. Quân địch cưỡi lừa đuổi theo là tới đây ngay. Nếu như bị bắt gặp thì sao? Đừng nghe ngóng bừa. Lần này anh về là có nhiệm vụ đấy. Có nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Chúng ta phải ra sức tìm kiếm đại đội trưởng Thành. Đại đội trưởng Thành? Đại đội trưởng Thành sao vậy? Được rồi, anh mau đi nghỉ đi. Em làm chút gì đó cho anh ăn. Thành Nam, sao vậy?
Bình xăng bị bắn bể, chảy hết xăng rồi. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể đi bộ thôi. Thành Nam, nếu lúc đó chúng ta ngăn cản anh Hùng, đừng nói nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh không nói em, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa rồi. Chúng ta phải đi mau. Đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Báo cáo trưởng quan, trong xe không có người. Xe còn nóng, chắc chắn họ chạy chưa xa. Đuổi theo con đường này cho tôi. Đi. Sợ chết mất. Xém chút nữa bị đám người Nhật này đụng phải rồi. Xem ra tên Kondo Toshio này bám riết chúng ta rồi. Chắc chắn hắn ta biết được chúng ta sẽ đi về phía nam, nên mới đuổi về phía nam. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Thay đổi kế hoạch. Nếu hắn đuổi theo về phía nam, chúng ta đi về phía bắc. Đi về phía bắc. Anh quyết định chưa? Quyết định cái gì? Đi về phía bắc là núi Đại Phong mà. Không phải. Chúng ta vẫn phải đi về phía Trường Cát. Nhưng trong tình huống này chúng ta không thể đi về phía nam. Chúng ta phải đi về phía bắc trước, vòng qua thành Đông Sương, đi thẳng về phía tây. Đợi khi tới Hàm Đan, chúng ta có thể dọc theo đường sắt Bình Hán đi xuống phía nam. Đi. Đương gia, anh ăn thêm một tô nhé. Thôi đi. Anh nói đại đội trưởng Thành với Thục Quyên, sao không nói câu nào đã biến mất rồi? Không phải họ đã bị quân địch? Nói gỡ không? Không mong cái gì tốt hơn được à? Tôi quan tâm họ thôi. Tôi thấy họ là một đôi rất tốt, như Quyên Ương vậy, khiến người ta yêu thích. Đúng vậy, ai nói không phải chứ? Anh không hỏi khu trưởng sao họ bị lạc đội à? Hỏi rồi. Khu trưởng nói đội ngũ có kỷ luật, không cho thăm dò lung tung. Đảng mấy anh nhiều quy củ thật đi. Dĩ nhiên rồi. Nhưng khu trưởng nói bên trên có mệnh lệnh yêu cầu chúng ta bằng mọi giá cũng phải tìm được đại đội trưởng Thành và thiếu quý Thục Quyên. Vậy mấy anh phải mau lên, đừng để họ rơi vào tay quân địch. Em Được rồi, đừng lo thừa nữa, mau thu dọn đi. Anh tranh thủ thời gian ngủ một chút, ngày mai còn phải lên đường sớm. Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Được. Đại đội trưởng Thành này đi đâu vậy chứ? Lần này khổ cho Thục Quyên rồi. Thành Nam, em thật sự không hiểu. Anh nói chúng ta quay về bộ đội cũ tốt hơn bao nhiêu, cứ phải đi xa làm gì? Lúc trước là vì anh Hùng, bây giờ chúng ta quay lại đó đi. Thục Quyên, không phải nhất định phải đi theo tướng quân Tiết Nhạc. Nếu bây giờ chúng ta quay về, nhất định sẽ bị coi là đào binh. Ngoài phải lên tòa án quân sự, không có kết quả thứ hai. Không thể nào. Chúng ta làm vậy là vì anh Hùng đưa nãy tới quốc quân, đâu phải là bỏ trốn. Chắc chắn họ không nghe chúng ta giải thích đâu. Kỷ luật như núi. Nếu là lính của anh cũng không dễ dàng tha thứ. Nói vậy là không thể quay về nữa sao? Không thể quay về. Thôi,
con đường của mình lựa chọn, chỉ cần là đánh giặc, anh chịu. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại em xem. TV. Phía trước hẳn là Nhiễm Trang rồi ha. Chắc là vậy. Thành Nam, hay là chúng ta tới nhà của bà chị hồi trước nghỉ một lát nhé. Vào thôn mà, em không đi nổi nữa, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức, đợi nghỉ ngơi xong rồi xuất phát tiếp cũng được. Nhưng tình hình trong thôn bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ, phải tìm hiểu tình hình trước đã. Nếu không chúng ta hấp tấp đi vào, tự hại mình thôi, còn liên lụy tới người dân. Đi. Cảnh ra, cảnh ra, cảnh ra hết. Mau lên. Cửa Nam. Đi, đi. Thành Nam, đó là đại ca mà, anh thấy rồi. Bây giờ phải làm sao? Trong thôn hẳn là an toàn. Còn đồ, cậu đi suốt đêm đuổi theo tàn dư của quân đội Trung Quốc lỗ tay, vất vả rồi. Tôi chưa thể tiêu diệt kẻ địch, còn để hai người Thành Nam bỏ trốn, phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hổ thẹn, tôi sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Không. Con đô, thật ra một Thành Nam không đáng quan ngại. Sau này kẻ thực sự gây uy hiếp với chúng ta là tung đội của Phùng Cảnh Tiên vừa mới thành lập kia. Đó giống là một kẻ khó nhằn, bây giờ còn đi theo Bát Lộ Quân. Đối với bọn họ là hồi sinh, đối với chúng ta có lẽ là bắt đầu của một cơn ác mộng. Có phải ngài nghĩ nhiều rồi không? Chính phủ quốc dân có hàng triệu người cũng không thể đánh lại đế quốc Nhật Bản chúng ta. Chỉ với đảng Cộng sản Bát Lộ Quân muốn đánh lại chúng ta, chỉ có thể là châu chấu đá xe, tan xương nát thịt. Xem ra tôi cần phải đề nghị cho người thừa kế của tôi, hiệu trưởng Yamamuro, sau này sĩ quan lục quân phải thêm một môn chiến lược chính trị, để tất cả học viên không chỉ nghiên cứu về chiến lược quân sự mà còn phải có đủ mắt nhìn chiến lược chính trị. Ý của ngài là Bát Lộ Quân sẽ trở thành mối họa của chúng ta. Nhìn từ bên ngoài, hiện tại chính phủ quốc dân vẫn là đối thủ chính của chúng ta. Quốc dân đảng dựa vào sự ủng hộ trong tối ngoài sáng của các nước Anh, Mỹ. Tuy hắn đã lùi về Trùng Khánh, nhưng vẫn có thể khống chế một nửa Giang Sơn. Đại quân triệu người vật lộn với đại Nhật Bản chúng ta, nhưng thực tế chính phủ quốc dân đã là mặt trời ban chiều. Nội bộ của họ một rửa vô dụng, chia bè kết phái, tiêu hao nghiêm trọng, mất hết nhân đức. Ngay cả nguyên lão quốc dân đảng như Uông Tinh Vệ cũng nghiêng về phía chúng ta. Tôi tin rằng nếu chiến tranh Trung Nhật tiếp diễn thì sẽ có càng nhiều nhân vật quan trọng của quốc dân đảng rời khỏi chính phủ Trùng Khánh về phe chúng ta, giống như Dương Hiếu Duy vậy. Nếu cứ như vậy thì không cần lâu nữa, Tưởng Giới Thạch và quân đội của hắn chắc chắn không thoát khỏi kết cục diệt vong. Phân tích của hiệu trưởng thật sự rất đúng. Học sinh đồng ý hai tay, nhưng thứ cho học sinh ngu dốt, đúng như lời ngài nói, Tưởng Giới Thạch dốc hết sức cũng không thể chống lại đại Nhật Bản. Chỉ với đảng Cộng sản và Bát Lộ Quân hợp thành từ một đám ô hợp, sao có thể trở thành tai họa của chúng ta? Còn đồ, cậu chỉ nhìn một mặt vấn đề mà bỏ qua mặt còn lại của nó. Từ Hồng Quân Thiểm Bắc chuyển sang Bát Lộ Quân, từ khi bắt đầu chiến đấu với ta, chỉ trong vòng 2 năm rưỡi ngắn ngủi, họ đã mở rộng với tốc độ nhanh chưa từng có. Nhất là trong một năm vừa qua, Bát Lộ Quân chủ động tấn công, mở rộng về phía đông, lần này đánh chiếm các khu lớn Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông. Sự phát triển của Bát Lộ Quân là sự thật không thể phủ nhận. Mà đáng sợ nhất là sự lôi kéo và lợi dụng lòng dân của Bát Lộ Quân. Sự thật chứng minh trên toàn thế giới, từ xưa tới nay, người chiến thắng cuối cùng luôn là người có được lòng dân.
mà tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản lại là thứ lai động lòng dân bên dưới nhất. Cứ như vậy, Bác Lộ Quân Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ trở thành đối thủ mạnh của chúng ta. Cho nên trước khi bọn họ cứng lông cứng cánh, chúng ta phải tiêu diệt bọn họ để đề phòng hậu quả. Rõ? Phải rồi. Tôi đã ra lệnh thả Dương Hiếu Duy mà cậu bắt giam, khôi phục chức vụ rồi. Ngài, đây cũng là chính trị. Rõ? Này, sao hai người không ăn? Không ngon à? Ngon lắm chị. Chị đừng làm nữa. Hai người vất vả cả đêm rồi, không ăn đâu có được. Tôi đi lấy màn thầu mới hấp xong. Thành Nam, hay là anh ăn cái này đi. Này. Thành Nam, anh hùng hy sinh vì chúng ta, dù là vì anh ấy, anh cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Trưởng quan Kondo, Hiếu Duy thật sự hổ thẹn vì sự vô dụng của tôi mà thả hung thủ giết hại em ngài. Kondo Kotone tiểu thư thật sự là phụ lòng bồi dưỡng của trưởng quan Uzuka và sự kỳ vọng của trưởng quan Kondo. Mấy lời này giữ cho Bối Lạc Thành của ông đi. Không, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Người ta là đau, còn tôi là cá mà. Tôi thật sự hết cách. Nếu không phải sư đoàn trưởng Uzuka nhiều lần bảo vệ ông trước mặt tôi, ông không thể ngồi đây nói chuyện với tôi. Dạ dạ dạ. Hiếu Duy nhất định làm hết sức mình. Sau này sẽ cống hiến cho hoàng quân. Sau này tôi sẽ dốc hết lòng làm việc. Được rồi, tôi không muốn nghe ông nói nhảm. Tôi hỏi ông, khi Thành Nam và Lưu Anh Hùng ở chỗ ông, có tiết lộ hướng đi tiếp theo của họ không? Cái này đúng là tôi không nghe nói rõ. Chỉ nghe thấy hình như là có nói tới họ sợ đảng cộng sản tính sổ với Lưu Anh Hùng, cho nên họ rời khỏi khu du kích, có lẽ đi về phía nam, đi Chương Khâu tìm đội ngũ của Thẩm Hồng Liệt. Nhưng tôi đã ra khỏi thành Đông Sương, đuổi về phía nam mười mấy km rồi, vẫn không thấy họ. Tại sao lại như vậy? Chuyện này tôi thật sự không biết. Vậy với hiểu biết của anh về Thành Nam ở Lỗ Tây mấy năm qua, liệu cậu ta có đi theo đảng cộng sản không? Dù gì bây giờ Lưu Anh Hùng đã chết rồi, cậu ta không còn lo gì nữa. Chuyện này thật sự là khó nói. Thành Nam luôn coi mình là một quân nhân, không quan tâm tới đảng phái, phán đoán tất cả mọi việc dựa trên tính cách của mình, hoàn toàn là tính cách của một Bối Lạc gia. Chỉ riêng chuyện của cậu ta và Lưu Anh Hùng này, vì một chi đội 13 mà hai người dương cung bạc kiếm, nhưng vì Lưu Anh Hùng mà cậu ta rời khỏi bộ đội, đích thân mạo hiểm đại náo thành Đông Sương. Với cậu ta không thể phán đoán theo lẽ thường, nói không chừng cậu ta lại quay về tung đội cạnh tiên rồi cũng không biết chừng. Ông nói có lý. Xem ra bạn cũ của tôi rất có thể lại đi về phía núi Đại Phong. Tốt. Nếu dám chơi trò dương đông kích tây, ve sầu thoát xác với tôi. Nhưng nếu muốn đi theo đảng cộng sản, cậu phải vượt qua được tôi đã. Cáo từ. Ngài đi sao? Tuy Lưu Anh Hùng đã chết, nhưng em tôi chỉ mới báo thù một nửa. Bây giờ tôi phải đi tìm kẻ đầu sỏ Thành Nam để tính sổ. Tôi nói hai người đi đâu chứ?
thì ra là vào thành Đông Sương. Dạ chị, em và Thành Nam đi cứu bạn của anh ấy, tiếc là không cứu được. Tôi biết hai người có tình có nghĩa, đều là mạng người mà. Không nói chuyện này nữa, hai người cứ nghỉ ngơi ở đây. Tôi đoán đương gia nhà tôi không tìm thấy hai người, qua nửa ngày một ngày cũng sẽ quay lại. Đợi anh ấy về, anh ấy đưa hai người tới núi Đại Phong. Đại ca mạo hiểm như vậy đi tìm chúng tôi, tôi thật sự không nhẫn tâm. Đúng vậy, nếu biết đại ca đi tìm tụi em, lúc đầu gặp anh ấy, em nên cản anh ấy lại rồi. Không có gì, người nông thôn đi mưa về gió đâu có là gì. Đợi anh ấy về sẽ mời rượu chào đón hai người. Nói không chừng trưởng khu cũng tới cùng nữa đấy. Trưởng khu? Đúng vậy, trưởng khu kêu đương gia tôi đi tìm hai người mà. Tôi ở Nhiễm Trang lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói của trưởng khu? Đó là chuyện sau khi cậu điều tới bộ tư lệnh Đông Sương rồi, dĩ nhiên là không biết. Vậy trưởng khu đó sao biết chuyện chúng tôi lạc đội vậy? Đó là chuyện trong đảng họ, tôi không biết. Chị nói đảng gì? Đảng Cộng sản đấy. Anh Hùng, hai chúng ta là anh em nhiều năm, không ngờ hôm nay. Anh Hùng, cậu yên tâm, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim TV, tôi sẽ báo thù cho cậu. Cậu yên nghỉ ở đó nha, phù hộ tôi sớm đuổi người Nhật Bản ra khỏi Trung Quốc. Thành Nam, anh cũng đừng quá đau buồn. Anh nói tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ đảng Cộng sản đang tìm chúng ta, không biết là lành hay dữ. Thành Nam, em nghĩ bộ tư lệnh sẽ không nắm lấy sai lầm của chúng ta không buông. Em nghĩ lẽ nào họ tốn nhiều nhân lực như vậy để dây bắt hai đạo binh về. Anh cũng không hiểu. Theo lý mà nói, người làm việc khác, làm đạo binh cũng không phải số ít, không cần phí sức tìm chúng ta như thế. Họ làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này em cũng không biết. Em chỉ biết họ bắt chúng ta về không phải để chúng ta lên tòa án quân sự. Được rồi, chúng ta đừng đoán mò nữa. Đợi đại ca về, hỏi ý của anh ấy là biết. Nhưng chúng ta không thể lơ là cảnh giác. Nếu không, lỡ như có biến quá gì, chúng ta sẽ bị động. Em nghe anh hết đấy. Vỗ một cái. Thua rồi. Chị một cái, em một cái. Một. Hai đứa nhỏ tiếng thôi, đừng có ồn tới chú Thành Nam và cô Thục Quyên. Chị dâu, dậy rồi hả? Xem đi, hai đứa làm cô dậy rồi đấy. Không phải do tụi nhỏ. Chị dâu, đại ca vẫn chưa về à? Vẫn chưa. Chị đoán là sắp rồi. Đại đội trưởng vẫn chưa dậy sao? Dạ chưa. Anh ấy là quân nhân mà, ăn ngủ giỏi lắm. Đàn ông mà, ăn ngủ lúc nào cũng được. Nữ nữ, qua đây. Còn nhớ cô không? Nhớ. Lần trước cô còn cho kẹo con nữa. Vậy à, thông minh quá. Lần này cô không mang kẹo tới, lần sau mang cho con kẹo ngon được không? Dạ. Cô đừng quên đấy nha. Được. Cô ơi, con cũng muốn. Con cũng muốn.
con cũng muốn ăn kẹo. Được, mua cho con nữa nha. Thục Quyên, em thích con nít, vậy sao không sớm thành thân với đại đội trưởng, sinh vài đứa đi. Chị dâu, ngày nào cũng hành quân đánh trận, đâu có tâm tư nghĩ tới chuyện này. Vả lại, cho dù có con nít cũng không có thời gian để chăm. Nếu muốn thì đó không phải vấn đề. Chị nghĩ nhân lúc còn trẻ thì sinh con sớm đi, sinh vài đứa, chị chăm giùm cho. Chị dâu lại nói mấy chuyện này rồi, còn mắc cỡ nữa. Cũng tới giờ rồi, chị ra ngoài thôn có đương gia về chưa? Hai đứa nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn chú. Nào nào, qua đây, chơi trò chơi gì đây? Phim được dịch Thiếm Minh và lồng tiếng tại phim TV. Ra ngoài à Thiếm? Chào Thiếm. Quân Nhật tới rồi, quân Nhật tới rồi, mau lên, quân Nhật tới rồi, đi mau. Chú, con cũng muốn chơi súng. Đợi con lớn lên chú sẽ dạy con. Con muốn đánh giặc. Đợi con lớn lên chú sẽ dẫn con đi đánh giặc. Cô, con cũng muốn có súng đánh giặc. Được, nếu sau này con lớn vẫn muốn đánh giặc, cô sẽ cho con một khẩu súng. Khi đó chúng ta cùng nhau đánh giặc. Dạ. Đại đội trưởng Thục Quyên, không ổn rồi, quân địch đã vào thôn. Qua đây mau. Đi ra, mau lên, đi, mau lên, đi mau, đi mau lên, đi mau. Chị dâu Thục Quyên, dẫn đàn bà và con nít về nhà trốn. Tôi đi ứng phó, không được, quân địch đông quá, một mình cậu không ứng phó được. Chị dâu đừng nói nhiều, Quyên, mau lên, mau lên, mau, mau. Này, cậu vào đi, nghe tôi, để tôi ứng phó, mau vào đi, mau lên. Không được, không được. Trưởng quan, chuyện này làm gì vậy? Chúng tôi là người trong thôn, làm ruộng thôi. Cô ta làm gì? Cô ấy, tôi là vợ anh ấy, anh ấy là chồng tôi. Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi. Vợ? Vợ à? Đúng, là vợ. Vợ. Rất tốt. Này, trưởng quan, trưởng quan, đứng yên. Trưởng quan, đứng yên, đó là vợ tôi. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Chị dâu, không sao chứ? Thành Nam, Thành Nam. Mẹ, không sao chứ? Bây giờ bên ngoài toàn quân địch, chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Đừng khóc mẹ. Quyên, lột quần áo của hai tên Nhật này chúng ta mặc vào. Được. Mẹ, đừng khóc. Trưởng khu, mười mấy dặm quanh đây chúng ta đã tìm rồi, nhưng vẫn không thấy đâu. Đại đội trưởng Thành Nam, trung úy Thục Quyên, đi đâu được chứ? Đừng vội, tìm thêm đi. Không thấy thì ngày mai chúng ta lại qua chỗ Dận Hà tìm thử. Đặc quỷ và lãnh đạo trung đội Cạnh Tiên đã nói rồi, cho dù thế nào cũng phải tìm. Mau, mau lên. Qua đó, mau lên. Mau lên. Đi mau đi. Mau, đi mau. Đi. Mấy người này đi cùng tôi. Cậu qua bên kia.
Thành Nam, đi mau, đi. Phim được dịch, thuyết có tình hình lồng tiếng tại phim TV. Cảnh giác, trưởng khu, hướng đó là thôn chúng ta. Nhiễm Trang, Nhiễm Trang, đi xem thử. Thục Nguyên, mau dẫn mọi người xông ra ngoài. Không, em phải ở bên cạnh anh. Lẽ nào em muốn thấy họ chết cùng chúng ta sao? Nhưng đây là mệnh lệnh. Anh nhất định phải sống đấy, yên tâm. Anh còn phải cưới em. Đi mau, đi, đi, mau. Xông lên, mau. Mau, 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 mẹ. Chị dâu, không có ai bị bỏ lại chứ? Đúng, mọi người chạy về phía ruộng. Em phải quay về tìm Thành Nam. Không đi được, em không thể quay về, không thể. Một phụ nữ như cô quay lại đó không phải nộp mạng sao? Đúng đó, không thể đi, không thể đi. Phải đó, nghe lời chúng tôi, đi cùng chúng tôi. Chị dâu, Thành Nam nói sẽ cưới em, anh ấy sẽ cưới em. Em phải đi tìm anh ấy. Đi mau, Thục Quyên, đi. Thục Quyên, đi mau, đi mau, đi mau. Dừng, có tình hình. Đi mau, mau, mau lên. Trưởng khu, là bà con trong thôn chúng tôi. Cẩn thận đi. Mẹ Nữu Nữu, mẹ Nữu Nữu, cha nó, mẹ Nữu Nữu, cha nó, cha, cha tụi nhỏ, cha tụi nhỏ. Nữu Nữu, tốt quá rồi. Nữu Nữu, cha, mẹ, bà con, mọi người làm gì vậy? Đừng nói nữa, quân địch đã vào thôn rồi. Cái gì? Quân địch vào thôn? Đúng vậy, đúng vậy, tới vài chục người lận. Họ tìm kiếm từng nhà. Phải rồi, đại đội trưởng và Thục Quyên vẫn ở trong thôn. Cái gì? Cô nói đại đội trưởng Thành và trung úy Thục Quyên. Trưởng khu, mà đi cứu họ đi, trễ nữa là không kịp đấy. Các đồng chí, hôm nay có phải liều mạng cũng phải cứu được đại đội trưởng Thành và trung úy Thục Quyên. Rõ. Đi, liều mạng với họ. Liều mạng. Thành Nam, Thành Nam. Thục Quyên, Thục Quyên, Thục Quyên, Thục Quyên. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Thục Quyên, Thục Quyên. Đi mau, đại đội trưởng Thành, đi mau. Yeah!
Đại ca, các anh em, đi mau, đi, đi mau. Đại ca. Đuổi theo. Rõ. Mộ Nhiễm Côn. Lãnh đạo đặc quỷ vô cùng khen ngợi vì lần này chúng ta thành công cứu được đại đội trưởng Thành và trung úy Thục Nguyên, đồng thời cũng bày tỏ sự kính trọng và an ủi với đồng chí đã hy sinh và người nhà của họ. Sao vậy? Vẫn chưa ăn à? Đại đội trưởng, đừng buồn. Món nợ này chúng ta nhất định sẽ trả thù. Trung úy Thục Nguyên, sức khỏe của cô đã ổn rồi. Vậy thì tốt. Đại đội trưởng, lãnh đạo đặc quỷ và thủ trưởng tung đội cạnh tiên nhờ tôi nói với cậu và Trung úy Thục Nguyên, còn cả liên lạc viên Lưu Anh Hùng, dù mọi người muốn tới Trùng Khánh hay là Chương Khâu hoặc là bất cứ nơi nào khác, chỉ cần là kháng Nhật, cho dù trả giá lớn cỡ nào, đảng chúng tôi cũng sẽ giúp các cậu hoàn thành nguyện vọng. Chỉ tiếc là liên lạc viên Lưu đã hy sinh rồi. Đại đội trưởng, Trung úy Thục Nguyên, tiếp theo hai người định đi đâu? Tiểu khu chúng tôi dù có liều chết cũng đưa hai người an toàn tới nơi đó. Đúng, đúng, nói đúng. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Trưởng khu, chỉ cần có thể kháng Nhật, ở đâu cũng được. Đúng. Dù là ở đâu. Trưởng khu, tôi xin cho tôi và Thục Nguyên tới núi Đại Phong. Đại đội trưởng, tôi đại diện đặc quỷ Lỗ Tây và thủ trưởng tung đội cạnh tiên chào đón hai vị. Cảm ơn. Cảm ơn. Đại đội trưởng, Trung úy Thục Nguyên, mọi người nghỉ ngơi. Để khi vết thương khỏi, tôi và các đồng chí sẽ đưa hai người lên núi Đại Phong. Dẫn tôi theo. Cho tôi theo với. Đại đội trưởng, Trung úy Thục Nguyên, chúng ta đã đi một ngày một đêm, qua buổi trưa là có thể tới căn cứ núi Đại Phong. Nhưng khu vực này vẫn là khu Nhật chiếm, càng gần căn cứ quân địch canh gác càng nghiêm ngặt. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngự. Dừng. Có tình hình, cảnh giác. Mà xuống xe.
Đại đội trưởng, cậu và Trung úy Thục Nguyên ẩn nấp bên này trước, quay đầu xe ngựa, những người khác theo tôi. Mau. Không có ai hết, sao lại có xe ngựa? Thiên Tứ, Lý Xuân. Đại đội trưởng, tìm thấy anh rồi. Chị, à Xuân, đại đội trưởng khỏe không? Tôi rất nhớ anh. Thiên Tứ, sao hai người ở đây? Sau khi anh và kỹ sư trưởng Thục Nguyên được cứu, trưởng khu phái người tới núi Đại Phong báo cáo với thủ trưởng. Tôi lệnh trình phái tôi và Lý Xuân tới tiếp đón hai người. Còn bảo tôi nói với hai người là chào mừng về nhà. Về nhà, đúng vậy. Đại đội trưởng, tôi lệnh trình nói cái này gọi là con đi xa về nhà. Người ở nhà đều mong đợi hai người. Đại đội trưởng, nếu họ đã tới trước hai người rồi, vậy tôi tiễn hai người tới đây thôi. Tốt quá rồi, trưởng khu. Nếu không có mọi người, không có các anh em đã hy sinh, sẽ không có Thành Nam ngày hôm nay. Cảm ơn. Người một nhà đừng nói lời khách sáo. Đại đội trưởng, đều là vì kháng Nhật. Đây là điều chúng tôi nên làm. Cảm ơn. Chị dâu, từ nay về sau, chị là chị ruột của em. Thành Nam, chị, mạng của em là chị và đại ca cho. Em thề, nhất định sẽ vì đại ca, vì hàng triệu đồng bào bị quân địch giết hại, báo thù rửa hận. Chị bảo trọng nha. Em cũng vậy. Thục Nguyên, chị. Thành Nam, Thục Nguyên, chị đợi hai em về. Hai em phải về nhé. Trưởng khu, vậy chúng tôi đi trước, bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Bảo trọng, em đi nha chị.